Dạ, thì lúc đó thì vợ em bốc được một cái thăm: hãy tát một người mà bạn ghét. Em không suy nghĩ gì hết, bay tới tát anh này một cái chưa chờ dán luôn. Ủa, bộ lúc em ghét lắm mà. Dạ, ghét lắm, nhìn nói chung là không thích một... À, còn em á, thì tại vì tính người con gái miền Nam mà không có để bụng, có nghĩa là có sao nói vậy, chứ không có giữ kẻ giữ gì hết trơn á. Dạ. Cảm thấy là thoải mái hơn. Dạ. Tham hoa. Dạ. Nhưng mà là... Vậy em là bị từ chối đúng không? Em bị từ chối và nghĩ mình là người xấu nữa. Bên này là mới đó. Bữa này là cái mới truyền truyền thống hoài sao được. Cổ điển, em chơi kiểu cổ điển. Nhưng mà chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào chị. Hai vợ chồng này có gương mặt rất là giống nhau nha. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Minh Hoàn, 28 tuổi, là kỹ sư. Còn em? Em là Quỳnh Châu, 27 tuổi, em cũng kỹ sư. Rồi, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Bọn em thì học chung trường đại học. Anh này thì trên em một khóa, mới vô nhập học được một tuần. Thì một anh phòng bên anh này nè, thì mới để ý một cô bạn bên phòng em. Thế là mới rủ mấy anh trong phòng là thôi bây giờ mua ít trái cây qua giao lưu với đàn em phía dưới mới vô. Lúc đầu vô thì em gặp anh này là em không thích, có cảm giác sao anh này cứ li la đi lắc như thế nào mình thấy ghét. Rồi xong rồi cái đến một dịp khác phòng em có sinh nhật thì mời bên đây qua trong phòng á, thì các bạn mới ghi là bây giờ ghi yêu cầu của mỗi người lên. Và lúc đó rồi em sẽ thực hiện. Người bốc được cái phiếu đó phải thực hiện cái yêu cầu mà trong cái phiếu ghi. Dạ, thì lúc đó thì vợ em bốc được một cái thăm: hãy tát một người mà bạn ghét. Em không suy nghĩ gì hết, bay tới tát anh này một cái chưa chờ dán luôn. Ủa, bộ lúc em ghét lắm mà. Dạ, ghét lắm, nhìn nói chung là không thích một cái nào hết. Ghét chỗ nào chờ của đó chứ. Mặt nhìn đã yêu. Tát mạnh không? Dạ, tát mạnh chị. Lúc đó cảm giác của em là quê kinh khủng luôn. Mình cũng chưa bao giờ bị một người con gái mà tát trước mặt bao nhiêu người mà đau như thế. Tát đau như thế, yeah. Có tát lại không? Cũng giận lắm mà thôi nín. Xong rồi về lên kế hoạch chế đó. Em bảo cua để trả thù. Thời gian bao lâu thì em cảm thấy rằng á, mới đầu là cua giả xong rồi á, cua xong rồi thích thật. 3 đến 4 tháng vậy. Khi như là tự nhiên thích thật á, em có cảm thấy hối hận về những cái cảm xúc của mình đối với cổ. Cái lúc đầu á, mình chưa biết thì cảm thấy tức giận, cảm thấy khó chịu, ngại trước mặt mọi người. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với cô ấy một thời gian ấy, thì em thấy là cô ấy rất là thẳng tính, có sao mà nói vậy. Từ lúc mà thiệt rồi đó, bao lâu mới cưới? Từ lúc thật tới lúc cưới là 5 năm. Rồi cho anh hỏi này, sau khi cưới nhau về thì vợ em và bên gia đình em có hòa hợp với nhau không? Vợ em không có biết cách quan tâm đến mọi người trong gia đình. Một số lần ấy thì cũng làm cho mẹ cũng hơi buồn. Và cũng xảy ra một số khúc mắc với lại cô em gái của em. Do vợ em cũng cái cách không khéo, cứ có sao nói vậy, cho nên là xảy ra một số những khúc mắc. Tức là bây giờ là khúc mắc giữa cái chuyện mà chị dâu với lại em chồng đúng không? Dạ. Em chồng em năm nay là bao nhiêu tuổi? Thu em 3 tuổi chị, 24 tuổi. Mà vì cái vấn đề thẳng tính thôi gì? Dạ, mà tính nó cũng bướng, nói chung là hai đứa tính cũng bướng. Nhiều khi mình muốn chỉ bảo cho nó, rồi mình nói thẳng ra là kiểu nó không thích. Rồi gặp anh này nữa rồi... nhiều khi thấy mình nói em gái mình như vậy á, rồi anh tỏ thái độ ra câu có bực bội, nó là em thế này em nói như vậy 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 đó. Nhiều khi đó giống như mình là người có lỗi, thì làm em lúc đó em cảm thấy là tự dưng ảnh lại tạo cái khoảng cách giữa hai chị em. Thật sự mình không có cái ý gì mà gọi là thế này thế kia cả, mình chỉ muốn dạy bảo em nhỏ. Nhưng mà lúc khi mà em nói chuyện với em chồng á, thì cái cách nói của em có giống như là em đang nói chuyện với chị không, hay là em nói cái kiểu mà cọc hoặc là nói lớn hoặc là la? Không, em nói cũng bình thường như vậy thôi. Có một số lần thì cũng hơi lớn chút xíu, tại vì tính em cũng hay nói lớn mà vậy. Đó, chắc có lẽ là hiểu lầm nhau là về cái âm lượng. Đúng rồi, cái âm lượng và cái cách thể hiện về đại từ á. Dạ. Cho nên thành ra là như vậy thôi. Vì tâm lý chồng em á, nếu mà chị thử chị đoán có đúng hay không nha. Tâm lý chồng em lúc đó là, thứ nhất đây là nhà của mình, nhà của hai chồng mình. Thứ hai, em gái của mình, thứ nhất là nó nhỏ tuổi và nó chỉ đến nhà mình để mà giống như là nó chơi với vợ chồng một thời gian thôi, không phải nhà của nó. Nếu nhiều khi trong nhà của em lại là chuyện khác, nhưng mà đây như vậy thì sợ là em của mình sẽ bị mặc cảm và có thể là nó sẽ không đến chơi vợ chồng mình nữa. Thì như vậy thành ra là mẹ của chồng sẽ có một cái không thiện cảm với vợ mình. Cái điều mà anh ấy lo là lo cái vấn đề như vậy. Chứ không phải là anh ấy là binh em để mà dằn vợ.
chị đoán như vậy có đúng không? Đúng cái tâm trạng của em lúc đó không? Chính xác đúng không? Còn em á thì tại vì tính người con gái miền Nam mà không có để bụng, có nghĩa là có sao nói vậy chứ không có giữ kẻ giữ gì hết trơn á. Vì nghĩ em chồng cũng là em của mình, đúng không? Vậy thì tốt cho nó chứ có chứ mình có hưởng gì đâu, chỉ để sau này nó còn có chồng, nó còn có con, nó còn có bạn trai, đúng không? Tâm lý em chỉ như vậy thôi. Đó thì sau khi cái chuyện này xảy ra rồi, hiểu nhau cái vấn đề này rồi thì chị nghĩ rằng tụi em sẽ không lặp lại cái việc đó nữa, đúng không? Không lặp lại chuyện đó. Nhưng mà bây giờ cái mối quan hệ của em với lại cô em của em chồng của em đã thuận thảo lại chưa? Hai chị em đã hiểu nhau chưa? Em có muốn thông qua chương trình này nói gì với em chồng không? Em cố gắng là mở lòng mình ra, tâm sự với mọi người nhiều hơn để có hiểu, có thể hiểu em nhiều hơn. Bây giờ em nè, nhân cái việc nó đang xảy ra như vậy, em có điều gì em muốn nói với vợ em về cái mối quan hệ giữa hai chị em hay không? Thì em cũng nói luôn để cho vợ em hiểu và em gái của em hiểu. Em rất muốn là khi vợ em đặt vấn đề mà nói chuyện á, thì cố gắng là mình tức là nhẹ nhàng một chút, chứ cũng không nên thẳng thắn mà nói to quá. Nhiều lúc người ngoài người ta nghe vô lại tưởng là trong nhà có việc gì rất là quan trọng. Cuối cùng là bí mật đã bị bật mí, phải không? Theo chị là như vậy nè. Nếu nha, em chồng của em á mà sau này sẽ thường xuyên ở chung với tụi em, thì chị nghĩ rằng á là đừng có nghĩ là chuyện nó sẽ không trầm trọng, mà tụi em phải cởi mở từ bây giờ thì mọi thứ nó mới nhẹ đi được. Còn không cứ dồn nén hoài thì chị nghĩ rằng á, sau cái buổi này, nếu như cô bé em của em á, cô bé tên gì? Dạ tên Hạnh. Nếu mà Hạnh có xem chương trình này thì Hạnh mở lòng hơn. Hạnh đừng bao giờ xem chị dâu á giống như là người ngoài nữa, mà Hạnh hãy xem chị dâu của mình giống như là chị ruột của mình. Hai chị em nên hiểu nhau để mà cho cái mối quan hệ này nó tốt. Cái điều đó Hạnh làm và Châu làm á thì sẽ làm cho Hoàn bớt được cái áp lực. Tại vì cái người ở đây khổ nhất là Hoàn. Đó, nếu như Hạnh thương anh và Châu yêu chồng á thì hai em nên hóa giải cái vấn đề đó. Rồi bây giờ anh hỏi là sau khi đám cưới về rồi đó thì hai vợ chồng có hòa hợp với nhau trong đời sống vợ chồng? Dạ thì lúc đầu thì không. Và lý em, dạ lý do thì em do cái cách suy nghĩ của vợ em khác suy nghĩ của em. Chuyện vợ chồng ấy, em muốn chia sẻ ra với vợ thì vợ lại nghĩ là những chuyện đó là chuyện xấu. Nó hay bị bậy bạ nên thành ra em không quá ác, em bị ác cảm về cái đó. Nhưng chồng mà... em muốn em cái gì mà em nói là bậy bạ? Chuyện quan hệ vợ chồng ấy. Thì em muốn vợ em cởi mở hơn để làm sao cho cả, nói chung là cả hai người đều làm cho đối phương mình cảm thấy là thoải mái hơn. Theo hoa. Dạ. Nhưng mà là vợ em lại bị từ chối đúng không? Dạ, bị từ chối và nghĩ mình là người xấu nữa. Bên này là muốn mới, bữa này là cái muốn truyền thống hoài sao được. Cổ điển em chơi kiểu cổ điển. Nhưng mà em nhiều lần em đặt vấn đề như vậy và bị bên này từ chối như vậy, em có bị nản không? Nhiều lúc cũng nản ấy, nhiều lúc mất hứng luôn á. Còn em thì sao? Hồi xưa thì lúc em quen thì cũng có nóng tính. Nhưng mà cưới về nóng tính quá đi. Mỗi lần mà nóng tính lên là sừng mày tao. Rồi nhiều khi mình nghe như vậy á, mình cảm thấy mình bị xúc phạm, lòng tự trọng nó ấy. Dạ, rồi em xin đính chính một chút. Thực ra không phải tự nhiên em nóng như thế. Tại khi mà em đặt vấn đề á, là em bao giờ em cũng nói 2 đến 3 lần hết. Nếu mà không được á thì bắt đầu là em mới nóng thôi, đó em không thể nhịn được đó. Lúc đó chồng em nói cái thái độ chồng em như thế nào? Sừng sộ lên là chị, mày có im đi không mà thế này tùm lum tà la bước xuống. Rồi em trả lời tao không im luôn. Rồi dạ không. Em có trả lời tao lại không? Không, nó là anh nói cho đàng hoàng nha, là em nói chuyện với anh là đàng hoàng thì anh cũng phải đàng hoàng lại với em. Mình cũng có nhắc nhở như vậy rồi, là anh không ấy thì... Có câu nào nặng hơn chữ mày nữa không? Dạ không. Chị nói thiệt á, cái cảm xúc là như vậy nè. Chị chỉ có một người bạn thôi đó, chứ không phải là vợ chồng đó. Bình thường nó tôi với bà hoặc là này kia nọ, mà lúc tự nhiên nóng nó gây á, mà nó kêu chị bằng mày á, xong nó xưng tao á, là thôi là chị với cái người đó cắt đứt luôn rồi đó. Cắt đứt, tại vì sau đó tự nhiên nói lại nói không được nữa, giống như là lấy lại cái cảm xúc cũ á, khó lắm. Cho nên rằng á, vợ em cũng siêu phàm lắm á, là vợ em bỏ qua, tức là tha thứ cho em được những cái lần như vậy đó. Chứ còn nếu mà gặp chị thì chị không biết chị có làm được như em hay không. Cho nên rằng chị mong rằng là Hoàn á, bỏ luôn đi. Nhưng mà chị cũng nghĩ rằng á, là cái mong muốn của Hoàn á, về cái vấn đề là những khi mà tâm sự chuyện vợ chồng đó thì em tiết chế về cái âm lượng á. Tại vì tụi em ở riêng á, chứ nếu mà tụi em ở chung á, những cái điều mà riêng tư của vợ chồng á, là vô cùng cần thiết.
Vì cái chuyện gì của vợ chồng mình người ta cũng biết là nó không hay tí nào. Thuận thảo thì không sao, lúc không thuận thảo nó nhiều cái mệt lắm. Đó, thì vậy thôi, tụi em khúc mắc có nhiêu đó thôi, đâu có gì nhiều đúng không? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ. Các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Yeah. Vậy luôn hả Trang? Sau đó con đấy, trời ơi, xong vợ con bảo sau mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con, mà gọi là chọc cho con phát ghen lên á, mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con đang ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, bạn nó đi tự nhiên xông thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng số 1. Hey. Chào. Trời ơi, bên em có đối thủ rồi. Đó. Ê, thật, ngồi đi cưng. Mời. Ngồi đi. Thôi bây giờ trước tiên chúng ta giới thiệu về mình đi nào. Lời đầu tiên cho phép A Tuân và Quỳnh Trang xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Lời chào trân trọng. A Tuân hiện tại đang làm chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông cho các tập đoàn, rồi có một công ty giải trí riêng, và trước đây thì là ca nhạc sĩ. Tuổi A Tuân là 36 tuổi ạ. 36 tuổi. 36 nhìn chững chạc ghê không? Rồi, mời vợ của A Tuân. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Con là Trương Quỳnh Trang, là bà xã của anh A Tuân. Hiện con đang có một spa là chuyên về nail và gội đầu, và có kinh doanh trầm hương và đá phong thủy ạ. Trang nhiêu tuổi rồi con? Dạ, con nhỏ lắm. Con năm nay là 26 ạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái giây phút đầu tiên mà các bạn chạm mặt nhau. Đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau và gặp có nhau. Ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu gặp nhau là con có, ngày xưa con có công ty mỹ phẩm. Thì con có tìm hiểu trên mạng xã hội rồi trên Google này kia thì con thấy ông xã con đang là đứng top. Đứng top về marketing, rồi PR chiến lược cho các nhà hàng. Thì con có chủ động con liên hệ và để phát triển cái thương hiệu của con. Thì ngày đầu tiên gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Sau đó thì hốt con. Nhưng mà ngày đầu tiên khi mà con nói chuyện với anh, con cảm nhận anh là con người như thế nào? Lúc đó thì cũng chưa có tình cảm nhiều, cũng thì thấy là nghiêm túc và chững chạc, với lại anh có rất là nhiều cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái tư duy tốt cho người gặp. Thấy tin tưởng và ấm áp đúng dạ, không? Đúng rồi. Nhưng mà con thích ảnh không? Lúc đó thật sự là chưa đâu ạ. Lúc đó là chắc hình như cũng sợ em lắm, tại em nghiêm nghiêm hay sao, với lại đầu chọc lại anh em mình nhìn ngầu lắm. Nhưng mà còn Tuân thì sao? Cái công việc của Tuân thì chắc có lẽ là gặp các cô gái trẻ đẹp xinh tươi là cái chuyện rất là bình thường đúng không? Dạ. Thế mà lần đầu tiên gặp Quỳnh Trang thì thấy thế nào? Trong công việc thì em có làm việc với rất là nhiều người đẹp qua các vai trò, nhiều khi là giám khảo các cuộc thi hoa hậu, rồi em đứng vai trò ông bầu phía sau hay là những ấy, thì em gặp có nhân duyên gặp rất là nhiều các bạn. Nhưng mà bà xã em có một cái điểm đặc biệt hơn tất cả những người khác. Em gặp rất là nhiều các chiêu trò, rồi các thế này kia. Chưa kể mình chuyên là người lên chiến lược và chuyên xử lý các những cái đó. Thì cuối cùng là người chiến thắng được mình là người chân thành, là đổ gục được mình. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Thời điểm đó cũng giống như rất là nhiều các cô gái đến bên cạnh con. Tại vì vợ con thì từng chứng kiến con ở nhà là rất là nhiều cô gái đến chăm sóc, người tới giặt đồ, người tới nấu cơm, người tới dọn dẹp này cái kia, chứng kiến trước mặt luôn. Rồi nhiều khi các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Yeah. Vậy luôn hả Trang? Làm cho con ghen mà không ngờ là con không có ghen. Thôi cái đó là sao rồi? Bây giờ mình đang hỏi cái giây phút đầu tiên các bạn gặp nhau đó. Thì chắc có lẽ là ở cô này là chắc Tuân phát hiện ra cổ có một cái điều đặc biệt hơn các cô gái kia, đó là cái sự chân thành. Chân thành. Có nghĩa là lần đầu gặp là Tuân đã cảm nhận được cái điều đó ở cô gái này rồi. Đúng. Dạ, tại vì sao hay vậy? Tại vì em xuất phát từ nhà quê, với lại mình có thiền nữa, thành ra mình cảm nhận hơi sâu. Trực giác hơi bị tốt đúng không? Trực giác hơi bị tốt. Dạ.
Rồi sau đó là chắc chắn phải có những cái cuộc gặp mặt tiếp theo nữa. Bao lâu thì mới bắt đầu phát sinh tình cảm? Em có quan sát thì vợ em khác với các bạn nữ khác ở một cái là các bạn khác đến với em, đến bên cạnh em cảm nhận được cái gì đó, với một cái gì đó. Còn vợ em thì không giống như những các bạn khác là vợ em lại, tại vì mình đàn ông mình hay lo nghĩ cái chuyện này chuyện kia, đôi khi mình lại không có trọn vẹn được cái chuyện gia đình, những cái chuyện nhỏ. Thì vợ em lại thay thế em chăm sóc cho bố mẹ em, chăm sóc cho em mọi người. Tại vì ngày xưa là em không tính lấy vợ và em nuôi cháu, nuôi các thứ mọi người ấy. Đó, tính đi tu quá chị. Thì vợ em lại lấp được, làm thay cho con những chuyện đó. Chăm sóc. Và em nhìn những hình ảnh đó là em lại thích. Dạ, em cực kỳ thích những cái đó. Bao lâu thì coi như con quyết định là coi như con tỏ tình với bà xã? Tức là con dành bao nhiêu lâu để con quan sát vợ con á? Con nghĩ là con sống khá là thuận tự nhiên á. Rồi để mọi thứ nó đến nó cũng không có tỏ tình cũng rất là tự nhiên. Qua một năm đó thì tình cảm cả hai cùng có thì mới mở lời với nhau, mới chấp thuận cho qua nhà này kia chứ, đúng không cô? Vợ con rất là may mắn khi gặp con ở cái chỗ này. Sau này là trước khi gặp con, vợ con tốn rất là nhiều tiền cho những cái nơi này nơi kia, một tiền mà về quảng cáo bia sản phẩm rất là nhiều, đã là nơi này nơi kia nhưng mà không hiệu quả. Sau đó con đấy, trời ơi, xong vợ con bảo sao mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Thế thì khi mà quen một cái người mà lớn tuổi hơn mình, lại là một người rất thành công, và là một cái người mà thường xuyên tiếp xúc với các mỹ nữ làm trong nghề này, thì gia đình của mình Trang á, Có cản trong khi Trang quá trẻ. Ngày đầu tiên khi mà em dẫn vợ em về em hỏi cưới á, về nhà vợ. Má vợ có bảo là nhìn con phong độ như thế này rồi, gái con theo con nhiều làm sao mà con thương nó lâu được, sao mà con chung thủy được thế này mà sao mà cưới được, rồi con có hứa là chắc chắn là con sẽ yêu với lo cho nó thứ không, thì con chỉ trả lời là con không thích hứa. Tính của con không thích hứa, tại nói thì ai cũng nói được. Bây giờ con có thể nói, ôi con thương lắm. Ai cũng thể miệng, ai cũng thể nói được hết. Dạ, mà quan trọng là vợ con sống có xứng đáng với con không? Hay quá. Dạ, cho nên con không thích nói, con thích hành động thôi. Hai người có sống có xứng đáng với nhau hay không thôi. Nhưng mà cô hỏi nè, tại vì con không có cái định hướng là con sẽ lấy vợ. Con định là con không lấy vợ. Dạ. Thế thì cái lý do gì mà con lại quyết định là cưới Trang? Đúng rồi. Thời điểm đó con có nói với vợ con một chuyện là hiện tại đây là đang là trong cái giai đoạn mà sự nghiệp con đang phát triển rất là tốt, đang rất thăng hoa. Cho nên là con không muốn có em bé trong cái thời điểm này lúc đang quen. Và đừng để con đóng vai ác. Tại vì con không ghét nhất chuyện người phụ nữ dùng em bé để mà níu buộc, để mà khống chế người đàn ông. Con cực kỳ ghét cái chuyện đó. Đúng là mọi thứ của cuộc đời con thì vận hành hoàn toàn theo tâm linh. Trong một lần về Bình Phước á, Bình Phước có một cái đền thờ tự nhiên bốc cái lá thăm. Thăm lại ghi rất là rõ là người tu được phước trời cho, năm sau sẽ có quý tử nối ngôi. Là tự nhiên lá thăm đó là biết là năm sau có con trai rồi. Và tự nhiên năm sau có bầu thật, có con trai thật là Simba nhà mình á cô. Simba mà nó giống y chang Tuân. Vui lắm, Facebook mà hai cha con giống nhau mắc cười muốn chết luôn á. Lúc nó còn nhỏ đó, hai cái đầu trọc lóc y chang nhau vậy đó. Có theo dõi Facebook. Em có thấy là từ khi mình cưới vợ thì cuộc sống của mình nó thay đổi hơn rất nhiều không? Nó có hai mặt anh ạ. Từ khi có vợ thì em bắt đầu em phải thích nghi một cái chuyện mà cũng hơi khó. Hơi khó là ngày xưa có rất là nhiều phụ nữ quan tâm theo đuổi, rất là nhiều phụ nữ hay chăm sóc cho mình. Từ khi lấy vợ vào thấy bắt đầu các cô không dám chăm sóc nữa. Thì đúng rồi, sao dám? Cũng cả một thời gian mới gọi là thích nghi được với cái điều thích đó. Thích nghi được cái cảm xúc đó, dạ, đúng không? Cái đó. Nhưng mà còn Trang thì sao? Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con, mà gọi là chọc cho con phát ghen lên đó mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con đang ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, xong rồi lúc đó chưa phải là vợ chồng, lúc đó gọi là mới gọi là có cảm tình, có thương nhau. Bạn nó đi tự nhiên xong thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Lúc đó phản ứng của Trang sao? Con bình thường đi ra ngoài rửa chén, quét nhà, ai thích làm gì làm. Bạn đó là rất là thích em. Bạn đó là một trong những bạn rất là thích em, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ là đó là cảm giác chiến thắng. Đó là cái rất là dở. Hoặc là ví dụ mà có qua bên nhà em cái là xong bạn đó chụp một tấm hình bức cửa sổ,
Xong bạn ấy đăng lên Facebook là một đêm hạnh phúc. Đó, có như rất là nhiều trò. Thì em ngồi em mới cười, trời ơi, chỉ có chân thành mới hạ gục được em thôi, chứ chiêu trò này chẳng có giá trị gì với em cả. Đây không phải là người mà đi viết lên. Thế là cái cô gái mà đi quét nhà với rửa chén là dính đó. Đúng rồi. Là chân thành đó. Ok. Đây là người phụ nữ mà chảnh nhất trong những người phụ nữ mà con từng gặp. Chảnh với con nhất. Nhưng mà mình lại yêu cái đó, ghê chứ đúng không? Cái đó. Nhưng mà chảnh nhưng mà chân thành. Chảnh nhưng chân thành. Đúng không của em? Mình nó sẽ là của mình. Đã. Rồi bây giờ hai đứa ở với nhau được mấy năm rồi con? Tụi con là từ 2018. 4 năm, nghe nè. Tới đây sẽ là đến cái phần gọi là khui cái tật xấu. Sao cái cặp này em nghi là ông Tuân này ông không có quá ta? Đâu cứ để Trang nói. Thế có. Ông chững chạc. Trang nói có anh. Có mà khui đi chứ. Có cái tật ca nhạc sĩ mà ban ngày thì không có đánh đà hát hò đâu. Cái ban đêm 12 giờ 1 giờ sáng trời ơi cầm guitar hát in nổi trong nhà giấc trưa thì cầm guitar đi khắp hành lang trong nơi ở hát hò vô thang máy cái âm thanh hành lang nó vọng nó rất là đã, ôm đàn hát trời nó sướng lắm. Nhưng mà bà con người ta thích không Tuân? Chung cư cực kỳ khoái em. Trời, chung cư lại mê em lắm. Ông mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, năng lượng yêu đời mà. Cái đó là ban ngày thôi chứ còn ban đêm mình cũng buồn ngủ muốn chết đi á. Hát hò. Có thù với âm nhạc cô ạ. Suốt ngày nói em có thù với âm nhạc mà không phải. Rất là khó chịu. Rồi còn gì nữa không? Không biết có khó tính không ta? Khó chứ, cực kỳ khó. Dễ với người ngoài nha anh, nhưng mà khó với người nhà, đặc biệt là vợ luôn. Thí dụ khó những cái khó những cái tính là như thế nào? Từ cách ăn, cách nói, cách mặc. Tức là tật khó với con á, đúng không? Không phải là khó với vợ con, mà con có một cái nguyên tắc chung của cuộc đời con. Ở bên cạnh con tuyệt đối không được nói ngôn ngữ tiêu cực. Con cực kỳ ghét, con căm thù cái điều đó. Đó, ví dụ buồn thì không được nói buồn, phải nói là không vui, chưa vui. Não mình sẽ in cái từ vui trong đầu, đó là năng lượng tích cực. Nó sẽ cho mình năng lượng và chữa lành được bệnh tật. Đó, nó rất là trí tuệ. Đó, những cái khó khăn của em thật ra nếu mà áp dụng cực kỳ định, tại vì chữa được bệnh tật nó mang năng lượng để mà làm động lực được cho mọi người. Còn khi mà nếu mà suốt ngày buồn chán nghĩ những cái tiêu cực thì sẽ không làm được cái gì. Ê, nó nghe nè anh suy nghĩ cái thời gian đầu về ở chung chắc Trang áp lực lắm đúng không? Chưa thích nghi anh. Và luôn luôn là bị cáu là cáu là là đang nói xong cái ông sửa lưng hả? Dạ. Hả? Là khó chịu lắm không? Hoài khó chịu. Nhưng mà ăn mặc thì sao? Ăn mặc có khó khăn không? Ăn mặc thì kín đáo nhưng mà phải tinh tế, không có hở hang hay là khoe da khoe thịt đại khái là như vậy. Nhạc sĩ chắc không? Là lãng mạn lắm chị. Tại vì ông không hề. Ai cũng nghĩ là nghệ sĩ là lãng mạn lắm này kia nhưng mà không hề. Lãng nhất hả? Tại em lãng mạn em bị bắt bài rồi. Em là không thích tặng hoa. Tại vì ngày nào nhà em cũng là ngày lễ, ngày Tết ấy. Ngày nào cũng là ngày vui. Thế cho nên là không có nằm trong cái cứ tới ngày này là phải là lễ. Đó, rồi ví dụ mà em hay có những cái ví dụ vợ ơi, tối nay chồng không về nha, chồng đi qua đêm nha. Xong lù lù em đứng trước cổng về cái trước cho bà bất ngờ. Mà hình như bà bắt bài được sau này bà ấy không bất ngờ nữa. Tại vì cứ như bị hoài đúng không? Một hai lần đầu thì bực. Ok mình tin ha. Đúng rồi, bực lúc đầu bực lắm. Đi. Xong xuất hiện là khỏi. Trời ơi, bắt bài hết rồi. Vậy con mong mỏi Tuân thay đổi cái gì? Thực ra thì cuộc sống vợ chồng con hiện tại cũng rất là vui vẻ. Tại vì sau thời gian dài thì mình cũng đã thích nghi, mình cũng đã cái gì đúng sai thì mình cũng đã học hỏi và chịu thay đổi. Hiện tại là mình đã sửa đổi rất là nhiều nên thành ra mong lúc nào cũng vui vẻ như vậy được rồi. Bây giờ con, tới Tuân đó. Con vợ con còn có cái tật nào chưa tốt, mình không nói tật xấu nha. Không được nói chữ đó. Thật ra thì đặc tính thì phái nữ là thích nói hơi nhiều một xíu. Thì con nghĩ cái đó cũng không phải là tật xấu, chỉ là đôi khi những lúc con không chưa thích hay nghe thôi. Những chưa cái xung quanh thôi. Đó, không phải tật xấu đâu mà là chưa hay, nghĩa là thông qua cái cách nói của Tuân thì cô hiểu là con hơi cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Nhưng mà sau này thì hầu như không cằn nhằn nữa. Có một cái điều này là rất đặc biệt của vợ em. Có những cái trường hợp là vì công việc, vì những cái mối quan hệ và công việc của em nó rất đặc trưng, rất đặc biệt. Thế cho nên là có những lúc ví dụ như có những cái trường hợp là em kể một câu chuyện này là có đợt con đi tiếp khách cái cô. Thì có một cái cô em gái mưa, cái cô mới nhắn tin cho vợ con.
Cô nhắn tin bảo là: chị ơi, anh Tuân đang ở trong kia có phụ nữ mà có dấu hiệu không lành mạnh. Đó. Xong rồi vợ con mới nhắn tin cho cô lại cô đó là: bình thường mà em đàn ông đi tiếp khách mà. Xong về mới nói lại với con là: anh nên coi lại con em của anh, con này không xài được, nó bán đứng anh. Đó là một cái đức tính rất là đặc biệt, đúng không? Bây giờ con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì nữa không Tuân? Con thì chỉ mong là mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện hơn thôi. Đừng có dễ dãi với bản thân mình quá. Rồi thôi, bây giờ thực sự là theo cái trí tưởng tượng của cô là gia đình con tương đối là gọi là không phải là đại chúng đâu nha. Một cái gia đình tương đối là đặc biệt so với tất cả các cặp gia đình khác. Chồng của con vừa như là một người chồng, vừa như là một ông thầy, một người thầy và vừa như một người cha của con. Mà có đôi lúc lại như là một đứa con nít ở bên cạnh con, đúng không? Đúng không? Hỉ nộ ái ố đủ cả, đúng không? Lâu lâu em thử, con thử cho ghen mà không ghen nha. Có những lúc ví dụ con đi nha, cho con đi luôn, kệ, không gọi về. Bao giờ chán thì con về. Ví dụ mà với tính của con nó cũng ngược nữa. Ví dụ mà cằn nhằn là con đi luôn. Đó, mà ví dụ mà con đang đi với bạn bè, đi với mọi người, chỉ cần nhắn mỗi cái tin: trời ơi mình nhớ chồng mình quá, là trời ơi mình nhớ chồng mình quá, quá là con mò về. Đó, thì chồng vợ con thì đang ở chơi cái chiến thuật gọi là Nhu thắng không, cương, gọi là lạc mềm buộc chặt. Đó, đó kiểu vậy đó. Và hy vọng rằng là hai bạn sẽ luôn luôn tạo những cái nguồn năng lượng tích cực hơn nữa dành cho không chỉ là dành cho mình mà còn dành cho tất cả mọi người xung quanh. Rồi. Cảm ơn Hoa Hương đã đến đây. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đời. Đúng rồi, con gặp bạn ngoài đời thì con sao? Rụng rời không? Con gặp con đứng thì xa. Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, kiểu kiểu vậy á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo, cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má. Mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Thế hả? Vậy hả? Ba thương quá vậy. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi. Nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi, đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con không tin con 28 rồi. Trời, tin điều đó à? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Tin luôn. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ. Về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Cường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm đó chú. Ông em biết tại sao họ quen nhau luôn rồi. Ông bán dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không. Không, để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hãy nói. Không đúng rồi. Thôi vậy nó tự nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán con trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. Trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ông có nhà con ở đâu? Dạ, nhà con dưới Đồng Nai. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook á là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi. Lớp 12. Lớp hè nó mới 11. Ồ, là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi hả? Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. Là lúc tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy 1 năm ạ. Trời vậy đó hả? 1 năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó, thì lúc đó thì con thấy anh này
với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng có xác định là quen để cưới. Mới mà xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi, vì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ là ông tò mò, ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao? Đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á, hồi còn trẻ mà, trẻ trâu hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp, thấy gái đẹp là vô tiên liền đúng không? Dạ. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đời rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng rời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa, con gặp con đứng thì xa. Tại con với bạn con, bạn thân con nhiều. Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Đứng thì ra cái vợ con đang uống nước trong quán, kêu ra đứng cái ngõ cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu. Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới gọi, mới tiếp tục tìm hiểu. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là không ưng đúng không? Ưng. Ưng nhưng mà về nhà với nhắn tin ạ. Ưng rồi mới về. Sao ông tới nói chuyện luôn? Lúc dạ. Đó là chưa chuẩn bị. À, mắc cỡ. Về mới lên kế hoạch. Chiến lược, rồi chiến sao thuật. Nè đó. Về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được. Nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú. Còn con á, khi mà tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không, dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra ra cho nhìn mặt cái thì thôi. Tại con cũng đang đi với bạn của con. Thì con kêu vậy thôi, đi vô với bạn nha. Cái ông đi. Nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á. Con cứ hay nhập mèo về nuôi á. Rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa, rồi chích thuốc, đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình. Chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó. Rồi con thương, con cứ nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. À lụm không? Mèo lụm không? Mèo. À hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. À rồi. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Dạ. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. À. Cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó đó con. Sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ. Mà lúc đó con nói chơi thôi, tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian cắt đứt liên lạc luôn. Thì lòi ra là lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác, ông tán rất nhiều người khác. Đó, thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê, ông trốn chú. Dạ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mà, sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn. Đến khi lòi ra là anh bé nó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì lúc đó con quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á. Kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai cũng về thiệt. Dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi sao mà em chị hay quá vậy? Hào. Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Dạ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao. Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện ha. Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng không? Rồi. Vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó, khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng rồi. Ảnh cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ đồ. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng và rồi. Và yêu mấy năm thì làm đám cưới? 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm á, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà anh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử. Thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á. Yeah. Thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi. Và nuôi mười mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa. Cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi, tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển
Lúc đó con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Không. Đi xâm dạo á? Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu nó làm. Nó đi xâm dạo mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy, nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu ở em cái từ xâm dạo thì mình nghe cái từ nó vui thôi. Chứ dạ. Làm dạo nó kiếm tiền mà, kiếm tiền đàng hoàng mà. Tại vì lúc đó là quê con ở dưới Đồng Nai thì con lên đây là con chưa có cơ sở. Nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Dễ thương á. Vậy là mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang hơn. Dạ. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi tới đây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang đi xe máy. Hai vợ chồng đi xe máy. Dạ. Con đi xuống tới đó. Ấy rồi cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có. Có đang ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á. Với lại có tiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui mà đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm mà ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500 ngàn một cái môi thôi. Là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ hồi đó con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ, chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá môi của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền. Vậy hả? Dạ, tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À, có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều xô, xăm chạy xô mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có. Lúc nào cũng mà, phải. Ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc. Có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ. Hồi lúc mới ra nghề hư không chú? Bị xăm màu của ai đó. Trời ơi, nên là sao? Chỉ cần cái người đó nói là môi gì bị xăm màu là tới làm lại, không lấy đó, tiền nên đâu. Nên là con mới biết ơn những người đó, tại vì thời gian đó con làm không có đẹp. Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xăm đau. Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt đó, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con thử được chồng biết hả? Rồi. Bắt sửa. Chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ. Sao? Dạ. Cái chân mày môi ổng... luôn, hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ. Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Rồi đi chở đi xăm dạo. Dạ. Sau đó là mấy năm thì làm đám cưới. Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm, nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới, tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè của người thân thì nó không có được hạnh phúc. Vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà? Trên đường á chúng ta. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã luôn. Cầu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới. Nói sao? Mặt là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chị kêu chứ cưới. Chứ không có lãng mạn không có. Dạ không có gì hết, ông này không lãng mạn gì đâu. Anh không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý nhưng vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy? Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai luôn ạ. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh nè, chị rồi là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Ồ. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. Mấy bé?
Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là mười mấy năm, 4 năm là chở mèo đi chích, đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo, là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm, 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới, con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi, và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi, thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm, là tụi con tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ lấy nhau là... qua cái phần kia đi, phần kia đi. Những cái tật xấu của nhau nè, ai khui trước đây? Chắc để con nói trước. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Thật không? Dạ thầy. Có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có thích game luôn. Không? Dạ không luôn. Không thích game luôn. Không có bị rửa luôn. Cực kỳ luôn đúng không? Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiều tật xấu dồn vô vợ hết rồi. Rồi có hà, bây giờ nè, có hà tiện không? Có hà tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có hà tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết, nhưng mà với mình á thì là mua cái gì cũng phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có hà tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là hà tiện thôi. Hà tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đến là nhờ ổng ấy. Là từ cái lúc mà con mang bầu rồi con đi sanh là ổng khóc sướt mướt luôn. Ủa sao vậy? Bị xúc động. Biết tin con có bầu cái là khóc từ bệnh viện về nhà luôn. Chưa sanh vô thuốc kích đẻ thôi là ổng đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết sao nó khóc. Con được chứng kiến vợ con sinh á. Trời, con còn sợ lắm. Thương lắm luôn ạ. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó, thì trong cái thời gian vợ mang bầu á, là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngén á. Dạ đúng rồi, chồng con nghén 9 tháng 10 ngày. Còn ói liên tục. Ngày nào cũng ói hết. Ói rất nhiều luôn. Là có đó chị mổ. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con ngén dùm vợ con, hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đó? Ôi, con đi khám, người ta là bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc nghén thay vợ rồi. Là ăn vô là ói hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày chị hỏi. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình ngán giùm là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh năng y gì đó. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận? Ói gì 4-5 lần à. Cứ ăn vào. Ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời, con nước mắt chảy quá trời, kêu cảm ơn em. Con cứ vậy đó hả? Rồi lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Con rung. Con có khóc không? Đó. Con đó, chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng. Chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá. Ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng mới ngủ. Dữ vậy? Dạ. Có nghĩa là theo làm... con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không? Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng? Con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái 4 giờ. Cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên thì ở tối ngoài là con phải chấm bài nữa. Rồi sao nữa cô? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. Sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà mua sắm online đó phải không? Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ có nhiều. Như kiểu mấy bé nhân viên con dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Bảo ghiền đúng rồi. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không, nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con, dạ có. Chắc chắn luôn. Là mua lộn, thôi nhưng mà đó là cái tật xấu đó. Nhưng mà không? Con xài tiền chồng con, chứ tiền con thì con để dành. Đó, thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là tật xấu rồi đó. Rồi sao, còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ, vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. Lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều. Thường đó. Nhiều khi tham công tiếc việc quá đó con, mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè,
là ổng không có tật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng á, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để sức khỏe thôi. Tại vì ổng nói con vậy chứ ổng cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Ồ, thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Không còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Đúng rồi. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Và dạ. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau là hoàn hảo đó. Và rất hợp nhau. Xin chào. Okay, cảm ơn. Là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Sao nữa? Nói chuyện cái này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nít luôn. Dành luôn á. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi. Ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Rồi xin chào hai em. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Rất trân trọng. Nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh cá hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Rồi nó nghe nè, bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào, lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó em có tạo cái nick cho nhỏ bạn để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Sao nữa? Dạ xong rồi em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn á. Nhỏ bạn bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc giận rồi. Giận từ cái thuở đó luôn rồi. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện đầu cũng hợp ý. Rồi em mà em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, cách đó bao lâu? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng chắc cũng khoảng 2-3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Lần đầu tiên mà ra gặp thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu à. Mà dễ thương. Thích rồi đó. Đã thích đúng không? Còn em thì sao? À, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt anh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su. Mà trời ơi. Lúc đó em lại suy nghĩ là hồi ơi vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp, sợ cướp xe ảnh. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ lúc đó là chứ. Cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sợ rồi nên hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi chứ không còn là còn đám cưới gì nữa. Là chỉ kiếm đường về thôi. Đám cưới luôn. Dạ không. Lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Đúng rồi. Vô ngồi lộ đám cưới của ai cũng không biết nữa. Em khiều khiều ảnh thôi đi ra như đi lộ đám cưới rồi cái trời ơi. Cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời. Cái hai đứa dắt xe đi ra rồi lại mò đường về nữa. Dạ thiệt luôn á, cái này vô phim được nè. Không mò đường. Nói nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng rồi. 11. Lớp 11. Bởi vì sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Cũng lần đầu tiên gặp bạn bạn trai á nên ảnh là mối tình đầu của em á cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Dạ. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ.
Trước đó có yêu ai chưa? Đó. Dạ yêu thì chưa, nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Ừ. À. Cũng có quen cô đó. Nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ ngon thương, hơn, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Rồi. Là từ đó quyết định là thương cô này theo cái này thôi. Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Em là bà xã còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng ngôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Ừ, bà xã với vợ là đồng ngôi thứ luôn á. Rồi sao mà quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn chọn đi, muốn dạch ra bằng được đúng không? Dạ. Chứ. Em thua được. Em dạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em hẹn em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Gặp sao? Lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Rồi sao? Sao chưa chọn mà? Chơi chiêu. Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung gái bỏ chạy. Hung gái bỏ chạy để đang nhớ Nhung á. Giống Nhung hoài luôn. Cứ cảm thấy cảm giống như mình chiêu, có lỗi vậy đó. Rồi. À đúng rồi, đúng đó. Rồi. Từ giống từ, hoài từ luôn. Cái hung đó em lại lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước. Dạ. Sắp lượt đó. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Là làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh tại vì mướn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều cho nên là có xin gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi. Cho nên là xin cho ở. Tức ở nghĩa nhà. Là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. À đó. Ở cũng vui lắm tại vì mẹ ảnh thì cũng khó gài cái cửa mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Mẹ canh mà canh cho em á. Ở nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó bôi dầu là phải bôi dầu vô liền đừng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô. Cái cửa nó kêu cái két. Sợ ổng tối ngủ mà nghe két cái là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Coi nào mẹ phát hiện không? Phòng dạ có em. Có ảnh mở cửa lúc đó anh mở cửa qua anh tính hung mẹ một cái. Sau đó, rồi, đó, dạ, đó mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô mẹ mới hỏi. Bắt trớn định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ lúc đó em sợ quá tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái em là em sợ quá em nằm im đó luôn. Tưởng tượng mẹ chồng quá chị. Anh nhìn mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm. Dạ. Trời ơi. Giờ có em bé chưa? Dạ con được, em được bé 3 tuổi rồi. Vậy hả? Vậy là sống chung vậy thì mượn quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Vợ có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ. Tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ chỉ thích ghi thành sổ thành cuốn sách rồi đó thôi. Em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp mà chỉ có bày ra thôi. Khi mà em đi làm về khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì đó. Nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục đợt sáu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một giờ. Tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng.
tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Nói gì nữa? Nhưng mà bù lại là có phụ, là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy dọn dẹp đồ sạch sẽ không? Dạ, còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn, đi đầy cái nọ là dọn hết. Làm hết. Dạ, làm cha sao trăm điều xấu vậy? Ủa, như vậy là cũng không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Không ăn, không rửa chén, bừa bộn. Trời. Tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ, lúc trước thì giặt đồ mình giặt bằng tay. 2 ngày, 3 ngày giặt một lần. Nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Bây giờ xếp vô luôn cái lần không giặt đồ. Nhưng mà đó. Xếp đồ là ai xếp? Dạ, xếp đồ thì vợ em, vợ xếp. Bù đợt, vớt lại được miếng. Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Nãy cầm điện thoại hay mới có phim, mới trai đẹp, coi. Dạ, cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Lúc nào cũng cầm điện thoại lướt. Em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới, em cũng không biết. Có mê trai đẹp không? Dạ có. Coi ai? Cô Quốc Thuận hay coi ai? Dạ, Hoàng Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi, Lee Min Ho là như cả nước rồi, cả thế giới. Dạ. Mê. Em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Ồ, coi Min mê mà thiết điểm Min muốn bóng luôn á. Và bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ, vợ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy. Nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi, tôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Trời, nhỏ sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra một hồi tội dữ lắm. Nhưng mà khoan, xin hỏi cái nữa nghe. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ nhớ, nhớ rất là dữ. Cái gì giận, giận là nghe khua nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lãng nhảm đó. Lại thêm một cái tập nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi. Bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ, chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu anh ít lắm. Anh cũng mê điện thoại, anh chơi game, anh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái cứu hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Ồ, không nhậu nhẹt, không gái uống, không thuốc luôn, thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính gái mời, đàn ông phải dính gái mời. Còn gì nữa nè, chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ anh chăm luôn. Rồi chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè, cỏ dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Cái đó đâu có xấu đâu. Thật đó, đó thật tốt mà. Ừ. Rồi sao? Có ai cằn nhằn cửa nhưỡng về mấy cái tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa cằn. Vừa làm vừa nói em nhức đầu. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán và em mệt em cũng làm biến. Thì rồi vừa dọn, chồng vừa dọn vừa dạ, nói vừa dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia. Cứ lằng nhằng vậy đó. Tật dạ, tật em thì ai mà lằng nhằng em để cho làm luôn, em không có làm. Mà cứng đầu mà, nhỏ này cứng đầu. Hiểu không? Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa, tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Là lỗi tại ông, tại ông. Anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Thấy chưa? Tại em ai biết dành. Dạ hả? Tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho chồng phụ cho đó 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 vậy. Dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không chịu dậy ráng chịu. Dạ. Rồi giờ mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ anh bớt cầm nhàm em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Làm nhưng mà đừng có cầm nhằn nhà. Dạ. Làm đúng không? Và kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thế nhất em là làm ở ngoài. Thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, lắm. Hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào không nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó đâu. Đó, tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong két hết. Đúng luôn rồi đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương rồi. Thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Rồi chúc cho em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha. Rồi. Rồi. Cảm ơn.